Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, mỗi ngày Việt Nam có khoảng 2.500 tấn rác thải nhựa thải ra môi trường. Tác động của dịch COVID-19 tưởng chừng chẳng liên quan, nhưng đã khiến số lượng rác thải nhựa tăng lên từng ngày. Với sự tiện lợi khi đi mua các loại thực phẩm đựng vào hộp xốp, túi ni lông hay cốc nhựa, hay người tiêu dùng có nhu cầu đặt hàng, nhất là thực phẩm, trên các ứng dụng trực tuyến tăng cao, là nguyên nhân khiến rác thải nhựa tăng trong thời gian qua. Việc nâng cao nhận thức cộng đồng, thay đổi hành vi và hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần cùng loại túi ni lông khó phân hủy cần sự vào cuộc của các cấp chính quyền và từ chính thói quen của người dân. Để hiểu rõ hơn nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần bình luận của biên tập viên Minh Tùng. Thưa quý vị và các bạn, vì tính tiện lợi và giá thành lại rẻ, nên hầu như đồ nhựa dùng một lần là lựa chọn được ưu tiên của nhiều hàng quán. Ngoài ra thì việc khách chưa có thói quen mang theo hộp đựng đồ sẵn của mình khi đến mua hàng cũng khiến việc sử dụng đồ nhựa đựng thức ăn là bất khả kháng. Cùng với đó, dịch vụ đặt món và giao đồ ăn tận nơi tại các địa phương trong tỉnh khá phổ biến trong những năm gần đây. Từ thời điểm dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, dịch vụ này càng trở nên thông dụng. Cốc nhựa, hộp xốp, túi ni lông giờ đã quá quen thuộc và tiện lợi với người dân khi đi mua bất cứ một loại đồ ăn hay thức uống. Đại dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, khiến người dân chuyển sang mua hàng về nhà hoặc mua sắm trực tuyến nhiều hơn để hạn chế tụ tập đông người. Điều này đã làm cho số lượng rác thải nhựa từ những đồ ăn gia tăng. Thường thường chủ yếu là bọn em để đóng sẵn như này là nhiều. Mang đi làm hoặc là người ta mang về nó sẽ không bị đổ. Với mỗi túi ni lông hoặc mảnh nhựa cần khoảng thời gian trung bình từ 200 đến 300 năm để phân hủy. Chất thải nhựa trong quá trình phân hủy sẽ tạo ra những hợp chất hóa học làm ô nhiễm nguồn đất, nguồn nước, trực tiếp ảnh hưởng đến nguồn thức ăn, nước uống của con người. Những chất hóa học này tích lũy dần trong cơ thể, về lâu về dài sẽ gây bệnh cho con người. Đối với rác thải nhựa, nếu chúng ta không xử lý bằng biện pháp đốt ở nhiệt độ bình thường sẽ sinh ra các cái khí độc như là dioxin, furan là cái nguồn tác nhân mà gây ô nhiễm, gây ung thư. Đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi thói quen của người tiêu dùng, khiến nỗi lo bùng nổ rác thải chưa bao giờ cấp bách như hiện nay. Giải quyết vấn đề rác thải nhựa, một bài toán cũ, nay lại khó hơn bởi sự ảnh hưởng của COVID-19 là không hề nhỏ. Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng rác thải nhựa ngày càng tăng trong bối cảnh dịch COVID-19, các cá nhân, tổ chức, ban ngành đoàn thể trong tỉnh đã có nhiều hoạt động nhằm chung tay giảm thiểu nguồn rác thải này. Thông qua đó nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia tổ chức các hoạt động chống rác thải nhựa bằng các hành động cụ thể và thiết thực. Để việc giảm thiểu rác thải nhựa không chỉ dừng lại ở chiến dịch phong trào mà có sức lan tỏa và nhân rộng trong cộng đồng. Sáng nào chị Đinh Thị Kim Thoa, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình cũng đi chợ mua hàng để chuẩn bị thực phẩm cho gia đình. Trung bình mỗi ngày đi chợ, chị Thoa mua từ 5 đến 7 mặt hàng, có khi nhiều hơn. Nếu mỗi loại đựng vào một cái túi ni lông, mỗi ngày chị phải sử dụng từ 5 đến 7 chiếc túi. Từ khi dùng làn đi chợ, chị đã hạn chế tối đa việc dùng túi ni lông, chỉ sử dụng túi ni lông để bọc những thứ thực sự cần thiết. Mô hình dùng làn đi chợ được Hội Phụ Nữ thành phố Hòa Bình triển khai từ năm 2019 với mục đích giảm thiểu lượng túi ni lông thải ra môi trường, góp phần bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Để giảm thiểu cái rác thải sinh hoạt trong các gia đình, thì Chi hội Phụ Nữ đã mua cho và phát cho tất cả các hộ trong tổ dân cư là làn và hộp nhựa để chúng tôi đi chợ. Thế và từ những cái thời kỳ mà phát động đấy thì cho nên là những cái rác thải sinh hoạt của tổ và cũng như là của gia đình chúng tôi nó hầu như là không còn. Thế cũng là một phần để cho góp cho môi trường xanh sạch đẹp và công việc của những người lao công người ta cũng đỡ vất vả. Sau gần một năm thực hiện phong trào chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, các cá nhân, đơn vị, các ban ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng các hoạt động như thu gom, phân loại rác thải, dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường để gói và đựng thực phẩm, tiến tới giảm thiểu chất thải nhựa trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Bây giờ thì rác rưởi các cái chất thải nó nhiều lắm, thôi thì các bà cứ phân loại ra từng loại một để mà bán mà thu thêm được cái chi phí làm cái quỹ cho hội ấy. Khó nhưng hoàn toàn có thể nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần nếu có sự quyết tâm cao của các cơ quan đơn vị chức năng và sự đồng tình, hưởng ứng tích cực từ mỗi người dân. Thưa quý vị và các bạn, hơn lúc nào hết ngay trong bối cảnh dịch bệnh này, cùng với việc thay đổi hành vi mua sắm,
người dân cần thay đổi thói quen sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Cùng với đó, các nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, cơ sở sản xuất kinh doanh du lịch, ăn uống có kế hoạch giảm thiểu chất thải nhựa, chuyển dần sang sử dụng sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường. Điều này không chỉ bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mà còn góp phần bảo vệ môi trường tại cộng đồng.